Bài số 4. Đó là xác định yếu tố điện từ sau chuyển động tròn đều. Bài trước là xác định về yếu tố thời gian, còn bài này là xác định về yếu tố điện từ. Trong phần này thì chúng ta vẫn là vận dụng các cái chuyển động tròn đều để xác định các yếu tố điện từ. Nó cũng sẽ tương tự như ở trong chương số 1. Các yếu tố điện từ ở đây thì có thể là cường độ dòng điện I, rồi điện tích Q hoặc là U. Đây thì chúng ta sẽ có những cái bài toán liên quan đến cho thời gian và xác định yếu tố điện từ. Chúng ta đến với dạng xác định số lần mà đạt ra các giá trị như là Q0 này, Y0 hoặc là U0 cho trước. Bài toán ở đây thì nó có dạng như thế nào? Ở đây thì nó có thể cho các dao động. Q sẽ bằng Q0 cos omega t cộng phi, hoặc là cho IT rồi cho UT, tùy thuộc vào bài toán này thì nó hỏi với đại lượng nào, rồi nó cho khoảng thời gian. Khoảng thời gian t nào đó, và bài toán sẽ hỏi số lần mà nó đạt giá trị đó, đạt cái giá trị Q0 này, Y0 hoặc là U0 nào đó. Thế dạng bài này sẽ như vậy. Cái bài này thì cũng giống như trong giai đoạn cơ học, có nghĩa là người ta sẽ cho một vị trí xác định, cho một quãng thời gian và yêu cầu trong cái quãng thời gian đó thì xác định số lần mà đi qua vị trí đó. Thì cái này chúng ta đã biết rồi. Chúng ta sẽ dựa trên đường tròn. Ví dụ ở đây có giá trị Q0 này. Ví dụ ở đây có giá trị Q0 nhé. Thì chúng ta sẽ xác định được hai cái vị trí. Một là vị trí M1, hai là vị trí M2. Và từ cái dao động người ta cho như thế này này, chúng ta sẽ có vị trí M0 ban đầu, có nghĩa là lúc t bằng 0. Thì ở đây, từ cái thời gian ban đầu t, thì chúng ta sẽ phân tích ra t sẽ bằng k nhân t cộng với delta t nhỏ.
thì cứ mỗi một chu kỳ nó sẽ quay một vòng. Alpha sẽ bằng k lần 2pi, và quãng thời gian delta t nhỏ dư ra này thì nó sẽ quay được là delta phi. Delta phi này như chúng ta đã biết là bằng omega nhân delta t. Vậy thì số lần mà nó đi qua vị trí Q0 này, n này, sẽ bằng mỗi vòng thì nó đi qua là 2 lần. Vậy thì nó đi qua là 2k cộng với delta phi này thì nó đi qua n nhỏ lần nữa. Thì cái n nhỏ này thì nó sẽ tùy vào góc phi. Nếu mà delta phi mà chỉ từ đây đến đây thôi chẳng hạn, nếu mà đi qua từ đây delta phi đến đây thì nó đi qua 1 lần, hoặc nó đi vòng qua đây thì đi qua 2 lần. Vậy n có thể là bằng 0, có thể bằng 1, hoặc có thể bằng 2, dựa trên delta phi là bao nhiêu. Vậy thì cái phương pháp làm bài toán này thì chúng ta tách cái thời gian ra bằng một số nguyên lần chu kỳ cộng với một cái phần dôi ra. Từ đây thì sẽ xác định được n lớn. Ở đây thì có một cái chú ý. Nếu mà Q0 bằng Q, hoặc là Y0 này thì bằng Y lớn 0, U0 bằng U lớn 0, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có M1 và M2 thì ở trùng nhau và nằm tại biên luôn. Vậy thì chúng ta sẽ tách ra được N lớn lúc này bằng K cộng với N nhỏ, bởi vì là mỗi vòng nó chỉ đi qua 1 lần. Và N nhỏ này chỉ có thể nhận giá trị 0 hoặc 1. Cái trường hợp này thì nó hiếm gặp thôi, vì cái này thì nó dễ hơn cái phần trên. Đây người ta hay hỏi về cái dạng ở trên. Rồi chúng ta đến với dạng thứ hai, lý thuyết của dạng thứ hai nhé. Chúng ta đi xong các dạng rồi mình sẽ làm bài tập một thể. Dạng thứ hai là biện luận theo khoảng thời gian đặc biệt. Có một số cái khoảng thời gian đặc biệt mà chúng ta thường gặp trong các bài toán biện luận như sau. Cái dạng này thì nó khá là hay và nó sẽ có nhiều kiểu. Có mấy kiểu mà chúng ta hay gặp như ở đây chẳng hạn nhé. Ví dụ như bài toán người ta sẽ cho cái dao động điều hòa chặn QT bằng Q0 nhân cốt của omega t cộng phi chẳng hạn. Hoặc là bài toán cho IT sẽ bằng Y0 nhân cốt omega t cộng phi chẳng hạn, hoặc là cho UT. Rồi bài toán sẽ cho tiếp về cái quãng thời gian giữa 2 lần liên tiếp. Có thể giữa 2 lần liên tiếp mà cái độ lớn của Q nó bằng một cái Q0 nào đó. Đây, độ lớn của Q bằng một cái giá trị Q0 nào đó cho trước. Có thể cho độ lớn của Y bằng một cái Y0, hoặc là độ lớn của U bằng một cái U0 nào đó.
Đây là giữa hai lần liên tiếp nhé, thì nó cách cách nhau một quả là delta t không đổi. Tức là cứ hai lần có giá trị như thế này thì delta t nó sẽ giống hệt nhau. Vậy thì delta t ở đây sẽ là một cái quãng thời gian đặc biệt. Và chúng ta sẽ dựa trên đây để xây dựng, để xác định được nhiều yếu tố. Ở đây chúng ta sẽ xác định xem delta t này cái gì nhé. Giờ chúng ta sẽ vẽ đường tròn này. Đây, chúng ta ghi chép nốt phần C rồi thì sẽ vẽ đường tròn và chúng ta sẽ cùng xác định. Đây là Q0 chẳng hạn. Đây là siêu Q0. Đây có cái Q0 nhỏ chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ tìm được hai điểm. M1 và M2. Mà đây thì người ta nói cái dấu giá trị tuyệt đối. Thì có nghĩa là cái trị tuyệt đối của Q0 nó bằng trừ Q0. Vậy bên này chúng ta sẽ có một cái cặp giá trị nữa, đó là trừ Q0. Vậy thì mình sẽ có M3 và M4 ở đây nữa. Vậy thì giữa hai lần liên tiếp mà cái độ lớn, cái giá trị tuyệt đối của Q bằng Q0 đấy, thì nó sẽ có thể ứng với các giá trị như thế này, có thể ứng với cung này, đây nó đi đoạn này ứng với cung này đúng không, đây nó có thể ứng với cung này, có thể viết lại chỗ này, hoặc là nó ứng với cung này, đây nó từ đây nó vòng về đây, đây ứng với cung này, hoặc là nó từ đây nó về đây, hoặc là đoạn này. Đây, nó từ đây nó đến biên dương nó quay về. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà đề bài so cái quãng thời gian liên tiếp giữa hai lần delta t mà nó bằng nhau, nên bốn cái cung này nó phải bằng nhau. Mà bốn cung này bằng nhau dẫn đến là bốn lần delta t nó phải bằng cái t lớn. Và từ cái đây, từ cái này thì giúp chúng ta sẽ xác định được chu kỳ t. Và từ chu kỳ t thì chúng ta sẽ tính được omega. Mà từ omega rồi thì chúng ta có thể tìm được lời giải của bài toán. Đây là một trường hợp nhé. Mà sẽ có một cái khả năng khác mà chúng ta có thể quên. Đó là cũng là trên cái đường tròn này thôi. Cũng một cái bài toán tương tự như thế này. Nhưng mà sẽ có một cái trường hợp đặc biệt này. Để chúng ta ghi chép nốt này. Bây giờ thầy sẽ cho đến cái trường hợp thứ hai. Đây là trường hợp thứ nhất nhé. Trường hợp một có thể xảy ra. Tuy nhiên vẫn còn một cái trường hợp nữa có thể xảy ra này. Thì nhiều lúc mà chúng ta làm bài thì chúng ta sẽ quên mất cái trường hợp này. Và chúng ta tính ra được kết quả. Ví dụ như ở cái trường hợp này, chúng ta tính ra một kết quả nó khác với bốn đáp án mà đề bài cho. Thì chúng ta nhiều lúc đấy thì chúng ta sẽ cảm thấy bối rối. Ở đây thì thầy sẽ giới thiệu thêm một cái trường hợp nữa chúng ta cần phải nắm được. Đó là cái vị trí đấy ở cái biên luôn. Có nghĩa là ở đây là Q0 này, trừ Q0 này. Nếu mà cái trừ Q0 này nó cho đúng bằng biên độ. Đây, Q0 bằng biên độ. Thì mỗi nửa chu kỳ thì nó từ dương sang âm. Rồi nửa chu kỳ nữa từ âm sang dương. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là lúc này thì hai delta t thì nó sẽ bằng t.
Đây chính là biểu thức mà chúng ta có thể xác định tên. Vậy thì hai trường hợp này thì nó khác nhau chỗ nào? Nếu mà rơi vào trường hợp thứ nhất ấy, thì cái quy không này này thì nó sẽ rơi vào trường hợp là bằng đây, cái chỗ này thì quy không nó sẽ bằng là quy lớn không căn 2 trên 2. Còn nếu mà rơi vào cái trường hợp này thì lúc này chúng ta sẽ có quy không nó sẽ bằng quy lớn không. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có hai cặp giá trị. Cặp giá trị thứ nhất, nếu mà quy lớn không bằng quy không thì chúng ta sẽ có 2 delta t sẽ bằng t. Còn cặp giá trị này, nếu mà quy lớn không bằng quy không căn 2 trên 2 thì chúng ta sẽ có 4 delta t lúc này sẽ bằng t. Và chú ý là hai cái lời giải này đều đúng so với cái dữ liệu ban đầu này nhé. Đấy. Rồi, sau đây thì xong phần lý thuyết thì chúng ta sẽ đi vào thực hành với một số ví dụ. Thầy sẽ gửi qua cho chúng ta nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi qua các câu ví dụ nhé. Ví dụ số 1, Hà tính ra bao nhiêu? Một lần nào? Rồi. Ví dụ 2 em tính xong chưa? Em chưa. Có đang vướng mắc ở ví dụ số 2 không? Không áp suất ra rồi. Ok. Ví dụ số 1 mà bạn nào cần chữa thì các em cứ bảo nhé, thì sẽ chữa qua ví dụ số 1. Tôi trong thời gian đợi các bạn làm ví dụ 2 thì thầy sẽ chữa qua ví dụ số 1. Các em cứ làm nhé, thầy sẽ ghi tóm tắt nội dung cách làm lên đây. Sao đây Phương? Đề bài đó là 100 vi. Ví dụ số mấy? Ví dụ đấy thầy. Thế à? Thế là thầy, thầy chắc phải đánh thiếu rồi. Thế Hà, Hà sửa đề hả? Thế là chỗ này 1.000 nhé. Cuối cùng 1.000 PT. Trên đây thiếu. Để kiểm tra lại mấy cái ví dụ kia mình chuẩn số chưa. Sau ví dụ 1 nó có mất thời gian để sửa lại cái đề cho đấy.
Rồi mới ví dụ sau vấn đề gì, mỗi cái một đánh thiếu số 0 thôi.
Ví dụ số 2, Tuấn Dương tính ra bao nhiêu? Em ra 4 ạ. 4 à? Trọng có ra 4 không? Vậy thầy sẽ qua cái ví dụ này một chút nhé. Để người ta cho cái điện áp D sẽ bằng 2P trên 500P bằng 4 nhân 10 mỗi trừ 3 giây hay là 4 mili giây. Ở đây thì người ta cho độ lớn nhé. Có cái câu này liên quan độ lớn này, chú ý cái chữ độ lớn này nhé. Chú ý ở đây là có phải chữ độ lớn đấy. Mà không đây. Từ đây chúng ta có thể suy ra được U thì nó sẽ bằng cộng trừ 2 mV. Vậy chúng ta sẽ tìm được 4 điểm. Đây là 2, 2 mV. Chúng ta gióng lên tìm được 2 điểm M1 và M2. Và điểm thứ hai là âm 2 đây. Chúng ta tìm được M3, M4. Thời gian bài toán cho ở đây là bằng 7,5 mili giây. Chúng ta sẽ tách ra sẽ bằng một chu kỳ nhân 4 này cộng với 7/8 nhân với 4. Nghĩa là 7/8 chu kỳ đấy. Vậy thì alpha ở đây sẽ bằng, đầu tiên ở đây là 2 pi. 7/8 lần chu kỳ, 7/8 lần 2 pi. Tức là chúng ta sẽ có là 7π trên 4. Vậy thì chúng ta sẽ có này, N thì bằng, đầu tiên là đi một vòng 2π, đi từ đây nó đi hết một vòng, đã được là 4 lần rồi. Tiếp theo là nó đến 7π trên 4. Lúc đấy nó sẽ như thế này, đây, từ đây đến đây, xong vòng đến đây. Vì mình sẽ thấy là 7π trên 4 bằng 8π trên 4 trừ đi π trên 4, hay là bằng 2π trừ đi π trên 4, nghĩa là nó sẽ quay từ đây đến cái vị trí này. Vậy thì nó đi qua tổng cộng là thêm 4 cái nữa, sẽ là 8 lần.
Thử ví dụ số 3 nhé. Bài này thì người ta cho quãng thời gian giữa hai lần liên tiếp này. Tức là chỉ là đối của U bằng 2 vô. Thì đây chúng ta sẽ rút ra delta T ở đây. Người ta cho là delta T bằng 0,25 microJ. Bài toán yêu cầu xác định F và U0 là tức là điện áp cực đại trên cuộn dây đấy. Mà điện áp cực đại trên cái cuộn dây thì cũng bằng điện áp cực đại trên tụ điện thôi. Và chính là bằng U. Nhân U0. Vậy thì bài này sẽ rơi vào hai khả năng. Như trong phần lý thuyết đã nói đấy. Trường 1. Hơi méo một chút. Đây U0. Đây trừ U0. Đây làm sao chia là 4 điểm cách đều nhau. Đây 2, đây trừ 2. Đây M1, M2, M3 và M4. Xong một chu kỳ nó đi sẽ qua các giá trị này. Đi qua các điểm này thì sẽ đây là cái giá trị tuyệt đối là 2V. Trong trường hợp thứ nhất thì chúng ta sẽ có T sẽ bằng 4 x 0,25 ra 1 microJ. Vậy thì rút ra ở đây F sẽ bằng 1 MHz. Vậy thì cái cặp giá trị mà mình đã có rồi đấy, mình có 2 ở đây thì sẽ bằng U0 căn 2 trên 2. Rút ra U0 ở đây là 2 căn 2 V. Vậy thì thỏa mãn luôn đáp án C rồi. 1 MHz với 2 căn 2 V. Nếu mà xét thêm cái trường hợp 2 nữa thì chúng ta sẽ có như nó rơi vào vị trí biên. Chúng ta sẽ có T ở đây là 2 nhân 0,25 và bằng 0,5 microJ. Rút ra F sẽ bằng 2 MHz. Không thì bằng 2. Và cái này thì không có đáp án nào thỏa mãn. Vậy chúng ta phải chọn đáp án C.